cứ phải đọc Conan với Doraemon nhỉ? Tại sao nó không đọc truyện tranh nhân quả vĩ nhân? Nền tảng của đạo đức và trí tuệ chính là tư duy nhân quả. Nền tảng của ước mơ hoài bão chính là từ các vĩ nhân. Để 20 năm nữa, các thế hệ trẻ Việt Nam dám sống tử tế và đầy cống hiến. Rồi, tư duy nhân quả cũng yếu tố rất quan trọng để phát triển về đạo đức ấy. Tư duy nhân quả thì nó phát triển cả trí tuệ và đạo đức nha anh chị nha. Tư duy nhân quả, cái này cũng rất ít trường dạy và rất ít chùa dạy. Chùa nói về nhân quả nhưng đào tạo bài bản về nhân quả cho Phật tử là rất ít. Chúng tôi có sẵn một cái bộ Gieo hạt cùng vĩ nhân là dạy về nhân quả rất kỹ. Chúng tôi hiện giờ có 5 tập, sắp tới sẽ có 10 tập để các chị tham khảo rất mỏng nha. Thì nguyên tắc của nó là có nhân và có duyên thì nó mới có quả. Thiếu nó không ra quả đâu. Các anh chị gieo nhân mà duyên nó không đủ, không ra quả. Có duyên mà không có nhân cũng không ra quả đâu. Một nguyên tắc nhìn thì đơn sơ, thuộc rất dễ, nhưng để dạy trẻ là một tiến trình đấy, vì người lớn còn không nắm. Ở đây lấy một cái ví dụ. Tặng sách cho trẻ em nghèo. Tặng sách cho trẻ em nghèo. Mùa hè sách, tặng sách cho trẻ em nghèo. Đó, có một bạn sinh viên đi tặng cho trẻ em nghèo. Đó, quả là gì? Này, mình tăng hiểu biết trẻ theo điều lành. Mình tặng tri thức cho nhiều người, về sau mình gặt quả tri thức. Người nhận được tri thức thì trẻ nó học được nhiều điều hay lẽ phải. Một cái nhân quả rất đơn sơ: lan tỏa sách, lan tỏa văn hóa đọc, khuyến khích đọc sách. Ta thử phân tích nó nhé, thử phân tích nó. Trông thì đơn giản, vậy mình phân tích nó thử. Đây, tặng sách cho trẻ em nghèo. Tặng sách là một hành vi giúp người về tri thức. Vậy giúp người về tri thức là nhân. Duyên là gì? Là có sách và có trẻ em nhận sách là duyên. Duyên là điều kiện bên ngoài thôi. Còn nhân nó phải đến từ mình. Mình có ý thức mình đi giúp người ta không? Là nhân. Đó. Vậy giúp người về tri thức là một tâm thiện trên nền của tri thức. Tức là tâm thiện có hiểu biết, tâm thiện có tri thức. Có trẻ đón nhận sách, tức là giúp được nhiều người tốt lên trên nền tảng của tri thức. Rồi. Vậy khi chúng ta gieo nhân thiện nhiều lần thì chúng ta tăng trưởng tâm thiện. Tâm thiện này trên nền của hiểu biết thì chúng ta dễ có hiểu biết. Giúp được nhiều người tốt lên thì sau này nhiều người quý mến và muốn giúp lại mình. Cái này các bạn thí nghiệm ngay trong đời của các bạn cũng được. Các bạn cứ thử giúp 20 người tốt lên. Thế nào 20 người đó cũng có ít nhất già nửa tự nhiên nó muốn giúp lại mình cái gì đó. Nên các bạn cứ giúp được càng nhiều người thì nhiều người quý mến hỗ trợ. Thì trong đời sống, người khác mà họ cứ muốn giúp mình, các bạn đi đến đâu cũng có người muốn giúp mình, thì người ta gọi là có quý nhân phù trợ hay may mắn. Cái ngôn từ dân gian thôi. Vậy chúng ta mới ra cái câu số 4 khó hơn rất nhiều. Lúc này không còn là nhân quả một đời nữa, kéo dài sang đời sau. Đời sau sinh ra có tố chất thông minh, vì ở đây tri thức này, gieo nhân tri thức nên tố chất thông minh. Tâm thiện này và thiện lành, người sinh ra có tố chất thông minh và tâm thiện lành sẵn. Hoàn cảnh là có nhiều người tốt giúp lại mình. Gia đình có giáo dục, được nhiều người quý mến hỗ trợ nhiều về tri thức. Vậy là dựa vào một cái câu là tặng sách cho trẻ em nghèo, chúng ta tách nó thành 4 lớp và chúng ta phân tích nó ra như thế này. Thì những cái này rất ít nơi dạy. Không quá khó đâu, nhưng chẳng ở nơi nào dạy cả. Thì nếu những cái này mà được chia sẻ nhiều thì các anh chị sẽ dạy trẻ rất dễ. Và sau này trẻ nó tự phân tích vấn đề, tư duy nó tự phát triển, và đạo đức nó tự động nó tăng.
Nên tư duy nhân quả kỳ lạ, đạo đức cũng tăng mà trí tuệ cũng tăng là vì thế. Đó. Thì trong cái quyển nhân quả này nó gồm hai phần. Một cái phần là nhân quả là một bức tranh, và một cái phần là nhân quả là một tích truyện. Nó chia thành hai nửa. Một nửa nhân quả của một tích truyện, và một cái nhân quả là một cái bức tranh, một câu nói. Đó. Thì đây là nhân quả của một bức tranh là bên đây. Còn đây là nhân quả của một tích truyện. Tích truyện. Ví dụ Washington và người tiểu tướng. Thì Washington là một vị tổng thống đầu tiên của Hoa Kỳ. Một ngày đẹp trời, ông ta khoác một cái bộ áo thường bình thường vào. Ẩn bên trong là bộ áo lính, nhưng bên ngoài ông ta khoác bộ áo bình thường vào, nên không ai nhận ra ông ta là đại tướng nữa. Ông ta xuống doanh trại và nhìn thấy một anh chàng đại úy đang chỉ tay năm ngón cho lính làm. Lính làm mệt muốn chết mà anh chẳng làm hộ gì cả. Washington thấy thế nhảy vào làm hộ lính. Thì cái anh chàng đại úy này chửi cho một trận: ông là cái gì ở cái doanh trại này mà dám can thiệp vào công việc của tôi? Thì Washington mới lấy cái ve áo lật ra cho người ta xem: đại tướng. Thì nó nôm na là vậy. Thì cái câu kết luận ở đây nó nói là người có đức tính khiêm hạ thì luôn hạ mình và tôn trọng người khác, nên được người khác kính trọng. Người tự cao thì luôn lấy chức danh để dọa nạt người, nên nó không có bền vững. Vậy ở đây nó mới có một cái đoạn phân tích nhân quả. Khiêm hạ với mọi người thì đạo đức phát triển, được mọi người yêu quý. Khinh thường mọi người thì bị mọi người xa lánh hất hủi. Qua một tích truyện của một vĩ nhân thì có phân tích nhân quả và có những câu hỏi theo chiều sâu để trẻ phát triển được tư duy. Như vậy bất cứ một câu chuyện nào chúng ta đều phân tích nhân quả được. Câu chuyện nó chỉ là một tình huống trong đời sống thôi. Chúng ta đọc cái này quen, phân tích cùng với các con quen. Một ngày đẹp trời nó nhìn thấy một hiện tượng trong đời sống, mình hỏi nó nhân quả ở đâu, nó phân tích cho mình được. Vậy nếu nó thấy nhân quả xấu thì tự động nó biết điều này không nên làm. Nó thấy nhân quả tốt, nó biết à, điều này nên làm. Cuộc đời của nó do nó quyết định. Nó trưởng thành rồi. Còn đây là nhân quả mà các bé vẽ. Các bé vẽ ở đây, lấy một ví dụ này: nhân đỡ ba mẹ, giúp đỡ ba mẹ và học giỏi, quả là thành người thành đạt. Đấy, các bé lớp 1 chỉ vẽ được thế thôi, chứ nó không đẹp được như quyển truyện tranh đâu. Nhưng cái dạy lớp 1 thế là được rồi, không cần phức tạp. Còn đây là lớp 5. Lớp 5 là con à, con không ăn, Đổ hết đồ ăn vào thùng rác. Thì quả ở đây là gì? Đói. Ọc ọc: mẹ ơi con đói quá, mẹ cho con ăn đi. Mẹ bảo chưa đến giờ ăn. Lãng phí thức ăn là nhân, quả là bị mẹ bỏ đói. Các con cứ vẽ những cái thứ rất đơn sơ như thế, rồi sau này nhân cách nó thành hình. Sau đó các bé nó lên trình bày về nhân quả. Trước cả lớp: tại sao con vẽ cái này, con hiểu điều này ra như thế nào? Vậy lúc này kỹ năng giao tiếp và thuyết trình hình thành chưa? Kỹ năng mềm. Đó. Thì đây là một cái dự án mà chúng tôi dự kiến làm trong 4 năm cho 100 tập. Đây là cái dự án. Cái website của nó là gnh.vn/gieo hạt. Dự án này. Đây là một dự án cộng đồng. Các anh chị mà quan tâm thì vào tham khảo nhé. Chúng tôi có để ở đây sẵn một số sách nhân quả. Nếu các anh chị lấy một cuốn thì chúng tôi tặng không. Lấy nhiều hơn mà không có tiền thì cũng tặng. Nhưng có tiền vui lòng, hoan hỷ trả lại một ít để chúng tôi còn phát triển tiếp. Chúng tôi còn duy trì tiếp cho những chạy suốt 4 năm cơ mà nhé. Dự án 100 tập truyện tranh gieo hạt cùng vĩ nhân. Dễ đọc, dễ học, dễ tạo thành thói quen tốt. Nền tảng của đạo đức và trí tuệ chính là tư duy nhân quả. Nền tảng của ước mơ hoài bão chính là từ các vĩ nhân. Để 20 năm nữa các thế hệ trẻ Việt Nam dám sống tử tế và đầy cống hiến. 100 tập thay thế Conan và Doraemon trong tủ sách của trẻ.
tại sao trẻ bây giờ cứ phải đọc Conan với Doraemon nhỉ? Tại sao nó không đọc truyện tranh Nhân Quả Vĩ Nhân, Gieo Hạt Cùng Vĩ Nhân nhỉ? Rồi trong các vĩ nhân mình sẽ đưa thánh nhân vào, sẽ đưa gương của Đức Phật vào. Thì tự nhiên nó đến với cả lời dạy của Ngài rất tự nhiên. Chẳng có gì là khiêm cưỡng ở đây cả. Đó.